Bao lâu rồi? Lâu rồi, hết quen đây với Lộc rồi. Lâu rồi. Dạ. À, anh nghĩ sao về tình hình dịch bệnh corona của mình hiện nay ở thành phố hả? Thì phải đề phòng thôi, giờ nó nguy hiểm quá. Dạ. Bảo vệ cho mình luôn. Dạ. Thân mình với gia đình nữa. Dạ. À, anh có cảm thấy an toàn khi mà cắt tóc ở vị trí không? Được mà. Bình thường. Hôm nay ai cũng đeo khẩu trang hết mà. Mọi người ở đây đều đeo khẩu trang rất là an toàn. Hiện nay Barbershop Vũ Trí đang đồng loạt tất cả 13 chi nhánh sử dụng những biện pháp để phòng tránh cũng như là ngăn chặn, cũng cho tất cả các nhân viên của Vũ Trí đeo bao tay, khẩu trang trong thời gian làm việc và vệ sinh tiệm trước và sau khi mở cửa và đóng cửa, cũng như là vệ sinh từng chỗ làm của mỗi người để cho nó có thể gọi là vệ sinh và sạch sẽ nhất. Và cũng mong quý khách hàng của Barbershop Vũ Trí sẽ cùng chung tay với Barbershop Vũ Trí để bảo vệ và sức khỏe của mỗi người, cũng như ngăn chặn căn dịch bệnh này có thể lây lan ở một cái quy mô rộng hơn.